Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ hai ngày 15 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình tối nay có những thông tin chính sau đây. Lâm Đồng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra đảng. Lâm Đồng tăng cường phòng chống sốt xuất huyết nhằm để hạn chế số ca mắc bệnh. Gặp gỡ gương sáng Linh mục Dương Công Hồ, giáo xứ Thánh Tâm, phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc, đã có nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Biến động xăng dầu sẽ có tác động trực tiếp lẫn gián tiếp lên lạm phát. Biến đổi khí hậu làm gia tăng nạn đói toàn cầu. Nâng cao thu nhập từ nghề trồng dâu nuôi tầm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay 15 tháng 10, tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra đảng, ngày 16 tháng 10 năm 1948, 16 tháng 10 năm 2018 và 41 năm ngày thành lập Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Lâm Đồng. Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng, đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 đơn vị tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo vụ địa phương 7 Ủy ban kiểm tra Trung ương, lãnh đạo các ban đảng của tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện các sở ban ngành của tỉnh và các huyện thành phố trên địa bàn đã tham dự. Diễn văn ôn lại truyền thống 70 năm ngành kiểm tra đảng và 41 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra đảng bộ tỉnh Lâm Đồng. Đồng chí Dương Công Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh, trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, cùng sự phát triển của đảng, cơ quan kiểm tra các cấp được thành lập, từng bước được kiện toàn. Đến nay, hệ thống ngành kiểm tra từ trung ương đến cơ sở đã không ngừng lớn mạnh về đội ngũ cán bộ, từng bước nâng cao về chất lượng, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của đảng và công tác xây dựng đảng. Đối với ngành kiểm tra đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, cách mạng chuyển sang giai đoạn mới, Hội nghị Ban chấp hành khóa 1 đã họp kỳ họp thứ nhất, bầu Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Lâm Đồng khóa 1. Đến ngày 18 tháng 10 năm 1977, Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y danh sách Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Lâm Đồng khóa 1. Từ đó đến nay, ngày 18 tháng 10 trở thành ngày truyền thống hàng năm của ngành kiểm tra đảng bộ tỉnh Lâm Đồng. Cùng với sự vẻ vang 70 năm ngành kiểm tra đảng, chặng đường 41 năm xây dựng và trưởng thành, cán bộ ngành kiểm tra đảng Lâm Đồng luôn ý thức được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra đảng, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ kiểm tra với phương châm, công minh, chính xác, kịp thời, vừa có tác dụng góp phần tích cực củng cố tổ chức, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật, làm trong sạch đội ngũ cán bộ đảng viên, vừa nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát của đảng nói riêng và công tác xây dựng đảng nói chung. Trải qua 41 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, ngành kiểm tra đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã có những đóng góp tích cực và to lớn vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của địa phương. Bộ máy ủy ban kiểm tra các cấp của đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã được kiện toàn và hoạt động ngày càng có hiệu quả. Đội ngũ cán bộ làm tác kiểm tra không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Với bề dày lịch sử 41 năm qua, ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đã được tặng thưởng nhiều huân chương lao động của chủ tịch nước, nhiều cờ thi đua của chính phủ, của ủy ban kiểm tra trung ương và của tỉnh. Trong đợt thi đua kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra đảng, ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đã được ủy ban kiểm tra trung ương tặng bằng khen. Để có được cái thành tích to lớn đó, trước hết là nhờ sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy và cấp ủy các cấp, sự đóng góp trách nhiệm tích cực và có hiệu quả của lớp lớp cán bộ kiểm tra đảng bộ tỉnh Lâm Đồng qua các thời kỳ. Chúng tôi vô cùng biết ơn công lao to lớn của các đồng chí trong hơn 40 năm qua và xin nguyện học tập, phấn đấu rèn luyện để tô thắm thêm truyền thống của ngành kiểm tra đảng bộ tỉnh nhà. Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm 70 năm ngành kiểm tra đảng và 41 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng khẳng định, 41 năm qua, ngành kiểm tra đảng bộ tỉnh và những người làm công tác kiểm tra giám sát trong toàn đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã có sự trưởng thành cả về tổ chức, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã chủ động sáng tạo trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của điều lệ đảng, hướng dẫn của Ủy ban kiểm tra Trung ương. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã giúp các cấp ủy đảng, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương đường lối, chính sách, pháp luật của đảng và nhà nước, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của các cấp ủy đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. Những kết quả đạt được trên đây, ngoài vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chúng ta ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của các thế hệ đội ngũ làm những người làm công tác kiểm tra giám sát của đảng bộ tỉnh. Các đồng chí đã luôn giữ vững bản lĩnh chính trị,
có đạo đức, có phẩm chất tốt và phương pháp làm việc khoa học, xứng đáng với truyền thống của ngành kiểm tra đảng, tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy. Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến lưu ý trong giai đoạn cách mạng tiếp theo, để tiếp tục thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, công tác xây dựng Đảng phải được thực hiện kiên quyết và toàn diện hơn, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt. Nhiệm vụ kiểm tra giám sát của Đảng cần phải được đẩy mạnh và tổ chức thực hiện một cách bài bản, chính xác, kiên quyết và thuyết phục. Các cấp ủy Đảng, đặc biệt là tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên cần phải nhận thức sâu sắc hơn nữa về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của Đảng. Phải thực sự xem công tác kiểm tra giám sát là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Vì vậy, các cấp ủy Đảng phải chú trọng làm tốt công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên cần phải chấp hành nghiêm kỷ luật của Đảng. Trong thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát, cần tập trung kiểm tra giám sát thực hiện nghị quyết của Đảng, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12, chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, kiểm tra việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, tăng cường kiểm tra đảng viên chấp hành điều lệ Đảng và các tổ chức và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tập trung kiểm tra, giám sát các lĩnh vực, các địa bàn nhạy cảm, phức tạp, dễ nảy sinh tiêu cực, không ngừng đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát. Xác định công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành một cách thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ và thận trọng, chặt chẽ, trong đó lấy phòng ngừa là chính, kịp thời xem xét, kết luận, xử lý nghiêm, đồng bộ các vụ vi phạm, đảm bảo theo đúng quy định của điều lệ Đảng. Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến còn lưu ý Ủy ban kiểm tra, cơ quan kiểm tra, cán bộ làm công tác kiểm tra cần phải nâng cao bản lĩnh chính trị, tích cực trau dồi, học tập, nâng cao năng lực, trình độ, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh đó, cần phải tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp các ngành để thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Dịp này, đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 đơn vị tỉnh Lâm Đồng đã trao cờ thi đua của Chính phủ cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng vì đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng năm 2017. Đồng thời, tập thể Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng và cá nhân ông Trần Quốc Lập, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng, vinh dự được Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra đảng. Cá nhân ông Trần Xuân Khánh, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Lâm Hà, được Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng bằng khen vì có thời gian công tác trong ngành kiểm tra đảng từ 25 năm trở lên. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tặng bằng khen cho 4 tập thể và 9 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra đảng. Chuyển sang thông tin trên lĩnh vực kinh tế. Trên cơ sở kế hoạch hình thành 19 vùng nông nghiệp công nghệ cao, ngân sách tỉnh Lâm Đồng cũng đã tiến hành đầu tư 25 km đường nội vùng tại 5 vùng sản xuất nhằm sớm đạt được tiêu chí vùng nông nghiệp công nghệ cao. Đến nay, có khoảng 80% đường nội đồng các khu sản xuất tập trung của tỉnh được cứng hóa, tạo thuận lợi cho sản xuất hàng hóa tập trung. Ngoài ra, hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất tiếp tục được hoàn thiện. Thông qua nguồn vốn đầu tư của các dự án Q-Ship, Lipsap, Hạ tầng Tây Nguyên, VNSAT, đã đầu tư khối lượng lớn các đường giao thông nội đồng tại các khu sản xuất tập trung, hệ thống điện, hạ tầng sản xuất giống, bể thu gom rác thải, chợ thực phẩm tươi sống, lò giết mổ, hệ thống xử lý chất thải trong chăn nuôi. Với sự đầu tư trên đã góp phần quan trọng trong việc tạo điều kiện phát triển sản xuất nông nghiệp địa phương, nhất là giảm tốn kém trong khâu vận chuyển nông sản và vật tư nông nghiệp. Cùng với các giải pháp phát triển sản xuất hiện đại khác thì Lâm Đồng chú trọng công tác ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất địa phương. Theo đó, trong khâu làm đất được cơ giới hóa trên 95%, khâu chăm sóc tỷ lệ cơ giới hóa đạt khoảng 30%. Riêng khâu thu hoạch đối với cây lúa đạt gần 99%, ngô đạt trên 87%, chè 13,5%. Còn lại các loại cây trồng khác khả năng ứng dụng cơ giới hóa còn thấp. Nhiều cây trồng thu hoạch thủ công là chính như đậu, rau, hoa, cà phê. Việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất đã giúp giảm chi phí nhân công, tăng năng suất lao động và đảm bảo chất lượng nông sản tốt hơn. Hiện nay trên địa bàn huyện có 33 hợp tác xã. Theo đánh giá của chính quyền địa phương,
hầu hết các hợp tác xã tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay trên địa bàn huyện Lâm Hà có 33 hợp tác xã với tổng vốn đăng ký hoạt động trên 67 tỷ đồng. 36 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, có 2 quỹ tín dụng nhân dân tại xã Tân Hà và Gia Lâm và 1 chi nhánh quỹ tín dụng nhân dân Bình Thạnh ở thị trấn Đinh Văn. Theo đánh giá của chính quyền địa phương, hầu hết các hợp tác xã tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả kinh tế cao. Số lao động làm việc thường xuyên trong hợp tác xã, tổ hợp tác và quỹ tín dụng nhân dân khoảng 806 người. Thu nhập bình quân của lao động khoảng 45,8 triệu đồng một năm. Nhằm khuyến khích và thúc đẩy các mô hình kinh tế nêu trên phát triển hơn nữa, trong thời gian tới, ngoài tập trung tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn, huyện Lâm Hà sẽ chú trọng việc liên kết với các địa phương trong và ngoài tỉnh, tìm kiếm đầu ra cho các sản phẩm của các hợp tác xã và tổ hợp tác. 9 tháng đầu năm 2018, cơ quan chức năng và các đơn vị chủ rừng huyện Đức Trọng phát hiện 46 vụ lấn chiếm đất lâm nghiệp với diện tích gần 83.000 m2. Trong đó tái lấn chiếm 4 vụ, khai thác đất lâm nghiệp 2 vụ, san gạt đất lâm nghiệp 8 vụ, lấn chiếm trái phép 32 vụ. Kết quả xử lý 8 vụ với số tiền xử phạt 32 triệu đồng. Song song đó, các ngành chủ rừng và ban lâm nghiệp các xã tổ chức giải tỏa gần 30 hectare cây trồng, vật kiến trúc trái phép trên đất rừng, đồng thời tiến hành trồng lại rừng trên đất lấn chiếm và trao cho các đơn vị liên quan và tổ nhận khoán quản lý bảo vệ. Được biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Đức Trọng đã xảy ra 80 vụ vi phạm luật bảo vệ phát triển rừng, tăng 7 vụ so với cùng kỳ. Tiếp tục chương trình thời sự tối nay, tăng cường phòng chống sốt xuất huyết, giám sát ca bệnh, giám sát xử lý các ổ dịch nhằm hạn chế số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh. Linh mục Dương Công Hồ, giáo xứ Thánh Tâm, người đã có nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc. Trong thời gian qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã thực hiện và lồng ghép các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, gắn với thực hiện nhiệm vụ của vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng và đạt được nhiều kết quả khả quan. Đến nay, toàn tỉnh có 88 hộ được công nhận đạt danh hiệu gia đình đạt chuẩn văn hóa, 92,5% thôn buôn tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa, 66,4% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và 83% phường thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Để đạt được kết quả trên, địa phương trong tỉnh đã thực hiện việc lồng ghép nội dung phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa với thực hiện nhiệm vụ cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Với sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, các mô hình thuộc phong trào này đã và đang vận động người dân phát huy truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc, đẩy lùi tệ nạn xã hội, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc và kịp thời phát hiện biểu dương những gương người tốt việc tốt tại Lâm Đồng. Theo Sở Y tế Lâm Đồng, từ đầu năm đến nay, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đảm bảo thường trực cấp cứu khám chữa bệnh phục vụ kịp thời nhu cầu của người dân. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm đã tổ chức khám chữa bệnh cho hơn 2.200.000 lượt bệnh nhân. Tổng số ngày điều trị nội trú là 720.000 ngày, đạt 78% so với kế hoạch năm. Công suất sử dụng giường bệnh chung đạt 105%, trong đó các đơn vị có công suất sử dụng giường bệnh cao trên 100%, như Bệnh viện Đa khoa 2 Lâm Đồng đạt tỷ lệ 105%, Bệnh viện Y học Cổ truyền Phòng Ngọc Thạch 103,5%, Bệnh viện Y học Cổ truyền Bảo Lộc 115,6%, Bệnh viện Phục hồi chức năng 114%, Trung tâm Y tế huyện Lạc Dương 100,4%, Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương 103%, v.v. Ngoài ra, số bệnh nhân được điều trị ngoại trú đạt tỷ lệ 87,7% kế hoạch năm. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 75 trường hợp sốt xuất huyết, không tăng so với cùng kỳ. Nhằm để hạn chế dịch bệnh, Sở Y tế Lâm Đồng chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh tăng cường hoạt động giám sát bệnh sốt xuất huyết. Theo Trung tâm Y tế Dự phòng Lâm Đồng, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã phát hiện 75 trường hợp sốt xuất huyết, giảm 157 trường hợp so với cùng kỳ. Không có trường hợp sốt xuất huyết nặng và không có trường hợp tử vong. Ngoài ra, đã phát hiện 12 ổ dịch sốt xuất huyết nhỏ và đã tổ chức xử lý không bùng phát thành dịch lớn. Tổ chức giám sát lăng quăng tại 95 điểm với 15 lượt. Trong đó phát hiện 8 điểm có chỉ số BA, tức là số dụng cụ chứa nước có bọ gây mũi vượt ngưỡng tại huyện Đức Trọng. Giám sát mật độ mũi tại 60 điểm với 64 lượt, không phát hiện điểm vượt ngưỡng về côn trùng. Để hạn chế được số ca mắc sốt xuất huyết cũng như xử lý các ổ dịch không để lây lan ra diện rộng, Sở Y tế Lâm Đồng chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng tăng cường hoạt động giám sát ca bệnh, giám sát xử lý các ổ dịch, chuẩn bị cơ sở vật chất thuốc men để thu dung điều trị bệnh nhân, tổ chức giám sát lăng quăng và triển khai phun hóa chất chủ động trên diện rộng tại các điểm có chỉ số côn trùng vượt ngưỡng tại Đức Trọng.
Thưa quý vị, với mong muốn cộng đồng người dân có được cuộc sống ấm no hạnh phúc, gặp được nhiều thuận lợi trong sinh hoạt, nên Linh mục Dương Công Hồ ở giáo xứ Thánh Tâm, phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc đã tuyên truyền vận động để người dân đóng góp sức người sức của để xây dựng hệ thống đường liên xóm, liên tổ dân phố. Từ đó góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần và đóng góp xây dựng địa phương đạt chuẩn văn minh đô thị. Nhân 88 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, ngày 15 tháng 10 năm 1930, 15 tháng 10 năm 2018 và 19 năm ngày dân vận của cả nước, ngày 15 tháng 10 năm 1999, 15 tháng 10 năm 2018. Nhóm phóng viên thời sự có ghi nhận sau, xin chuyển đến quý vị và các bạn. Trang phục giản dị, nụ cười thân thiện, đó luôn là hình ảnh quen thuộc mà bà con phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc thường thấy ở vị linh mục Dương Công Hồ của giáo xứ Thánh Tâm. Nhận thấy ở đây, đường xá chưa có vỉa hè, khá nguy hiểm cho người dân, đặc biệt là trẻ em khi đi lại trên phố. Linh mục triển khai xin hỗ trợ của nhà nước và vận động các nhà hảo tâm chung tay làm vỉa hè cho toàn bộ khu phố. Dự kiến đến nay kinh phí đã hơn 6 tỷ đồng. Chúng tôi thì là những người giáo dân, không có của nhưng mà có công để bỏ ra góp, góp phần tôn tạo những con đường mà đẹp cho xã hội. Hay những con đường nhựa thẳng tắp, sạch đẹp, nối dài vào tận ngõ xóm như thế này cũng nhờ linh mục Dương Công Hồ huy động bà con cùng làm. Người có tiền góp tiền, người có sức góp sức, có nhà còn hiến cả đất để con đường được thẳng đẹp. Đi vào thi công từ tháng 2 năm 2018, sau 4 tháng, con đường đã hoàn thiện với gần 4 km và kinh phí hơn 7 tỷ đồng. Ngày xưa là cái đường đất, mình muốn làm gì rất khó khăn. Giao thông, xe cổ, thí dụ mình muốn làm nhà, chuyển vật liệu vô rất khó khăn. Mà từ khi cha xứ về, cha nhìn ra cái điều đó, nó khó khăn cho bà con, cho nên cha quyết định vận động, rồi mỗi người chung sức để làm. Điều đáng mừng là, ngoài người dân tại địa bàn rất tự giác, nhiệt tình, đóng góp sức người sức của, cây cối, hoa màu để mở rộng lòng đường, một số doanh nghiệp ở các địa phương khác cũng hết sức nhiệt tình trong việc hỗ trợ kinh phí, phương tiện thi công. Mình có ý thích nói chung làm đẹp cho đời. Đi đâu cũng vậy, thực sự khi mà mình đã trẻ cách đây dưới đó 24 năm rồi về lên đây thì cũng có nhiều cái ưu tư lắm. Và được cái là mình cũng cảm ơn là chính quyền địa phương nó rất là thông thoáng, tạo điều kiện để cho bên nhà thờ cùng cộng tác với bên xã hội để mà làm những gì mà nó tốt nhất là cho phường, cho dân. Mà làm cho dân thì cũng nghĩa là làm cho chính bản thân mình thôi, mình nghĩ như thế. Như là cái núi lại bên kia, mình thấy chung là bây giờ nói là nó trọc hết rồi. Muốn phục xanh rồi trọc, chẳng như là vấn đề mà nếu mà nhà nước mà giao đất cho mình trồng rừng đó, thì mình nghĩ đó là một cái có thể nói là cái thế mạnh. Và cũng muốn là một cái mình sở thích như vậy thì nó sẽ thành công. Được biết, linh mục Dương Công Hồ còn đang ấp ủ ý định lấy lại sự trong xanh của con suối Tân Hà và đã vận động bà con sinh sống dọc hai bên suối từ tháo dỡ các công trình mà họ lấn chiếm suối, cùng chung tay vào việc nạo vét. Tất cả đều nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của bà con, chỉ còn đợi mùa khô đến là triển khai. Hiện nay là các cái xã phường cũng đang là nhân rộng cái mô hình này ra và đang triển khai tương đối đồng bộ. Đặc biệt là vừa rồi đó, đối với các cái giáo xứ thì chúng tôi cũng đang là triển khai các hoạt động mô hình giáo xứ là đảm bảo được cái yếu tố là sáng xanh sạch đẹp, ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong cái quá trình triển khai thì nó cũng có những cái thuận lợi nhất định, đặc biệt là đối với các cái linh mục ở các cái giáo xứ đều có cái sự tuyên truyền vận động cho bà con giáo dân của chúng ta là thực hiện và chấp hành tốt được các cái việc mà huy động cái sức người sức của bà con giáo dân để chúng ta thực hiện cái mô hình này. Chẳng ngày nào là linh mục Dương Công Hồ không có mặt ở công trình đang thi công, hỏi han động viên bà con. Theo phương thức là vận động người dân, các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí, các doanh nghiệp hỗ trợ phương tiện thi công, người dân đóng góp công sức, kiểm tra giám sát quá trình thi công. Các trục đường liên xóm, liên tổ dân phố hay các vỉa hè sạch đẹp trên địa bàn phường Lộc Tiến đã từng ngày được hình thành nên, góp phần cho công tác dân vận khéo của thành phố Bảo Lộc trong xây dựng nông thôn mới. Một số tin vắn đáng chú ý trên các lĩnh vực sẽ tiếp nối chương trình thời sự tối nay. Vượt qua 137 đề án, Lâm Đồng có 3 đề án khởi nghiệp xuất sắc lọt vào vòng chung kết Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp toàn quốc năm 2018. Qua đó, đề án sản xuất chế biến cà chua hữu cơ theo công nghệ Nhật Bản của tác giả Lê Thị Lệ Phương, chủ cơ sở sản xuất chế biến cà trái cây hữu cơ trứng sữa Gia An ở phường 2 thành phố Đà Lạt,
xuất sắc lọt vào top 5 của cuộc thi và được nhận hỗ trợ 100 triệu đồng. Cái đề án kinh doanh các sản phẩm làm đẹp từ nghề rừng của tác giả Lục Thị Thanh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu nông sản và thực phẩm sạch Bình Minh, phường 1 Bảo Lộc. Và đề án sản xuất hồng sấy dẻo theo công nghệ Nhật Bản của tác giả Huỳnh Thị Thanh Thảo, chủ cơ sở Grand Rosa, Đờ Răng, huyện Đơn Dương. Mỗi đề án được nhận hỗ trợ 50 triệu để tiếp tục triển khai khởi sự doanh nghiệp thành công. Đây là niềm động viên cổ vũ cho phong trào phụ nữ khởi nghiệp của tỉnh, tạo tiền đề cho việc thực hiện hiệu quả mục tiêu của đề án 939 về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp của chính phủ trong thời gian tới. Sáng 15 tháng 10, đội cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Lạt phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Honda Ngọc Huệ thành phố Đà Lạt đã tổ chức chương trình an toàn giao thông cho nụ cười ngày mai nhằm tuyên truyền luật an toàn giao thông đường bộ cho trên 800 học sinh trường trung học cơ sở trung học phổ thông Đống Đa thành phố Đà Lạt. Trong buổi tuyên truyền, các học sinh đã được tìm hiểu về một số quy định xử phạt các hành vi vi phạm giao thông đường bộ, về điều chỉnh biển tên đường, biển báo giao thông tại một số tuyến đường chính trên địa bàn thành phố Đà Lạt, đồng thời được tìm hiểu các biển báo hiệu giao thông, cách ngồi trên xe mô tô an toàn và kỹ năng điều khiển phương tiện mô tô an toàn thông qua mô hình xe mô tô. Thông qua những hoạt động trên nhằm giúp học sinh bổ sung kiến thức cũng như kỹ năng về an toàn giao thông, đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ để giảm thiểu số vụ cũng như thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra. Đặc biệt giúp các em học sinh được đảm bảo sức khỏe, tính mạng và để có được mỗi ngày đến trường là một ngày vui và an toàn. Dịp này, công ty trách nhiệm hữu hạn Honda Ngọc Huệ, thành phố Đà Lạt cũng đã dành tặng 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 400.000 đồng cho học sinh vượt khó học giỏi trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Đống Đa. Sáng ngày 15 tháng 10, tại khu vực Hồ Xuân Hương Đà Lạt đã diễn ra giải Việt giã Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ 8, với sự tham gia của gần 140 vận động viên đến từ 14 đoàn trên địa bàn tỉnh, tranh tài ở hai nhóm giải phong trào và nhóm giải tuyển của nam và nữ. Trong đó nội dung nam tuyển chạy cự ly 10 km, nữ tuyển chạy 5 km và nam phong trào chạy cự ly 7 km và nữ phong trào chạy 3 km. Cùng với nhiều bộ môn khác, trong những năm qua bộ môn Việt giã trên địa bàn tỉnh phát triển khá mạnh, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Thông qua giải không chỉ là dịp để các vận động viên trên địa bàn tỉnh được gặp gỡ, giao lưu thi đấu thể thao, rèn luyện sức khỏe, mà còn là bước đệm để Lâm Đồng tuyển chọn các vận động viên xuất sắc nhằm bổ sung lực lượng chuẩn bị tham dự Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ 8. Kết thúc giải ở nội dung cá nhân nam tuyển, huy chương vàng thuộc về vận động viên Lê Tấn Hy, đoàn thành phố Đà Lạt. Huy chương bạc thuộc về Đoàn Ngọc Hoàng ở huyện Di Linh. Huy chương đồng thuộc về Đinh Quang Phương và Phạm Ngọc Quốc Việt cũng thuộc huyện Di Linh. Ở nội dung cá nhân nữ tuyển, vận động viên Nguyễn Thị Hoài, đoàn Đà Lạt đã xuất sắc giành huy chương vàng. Huy chương bạc thuộc về con tập trang huyện Di Linh. Huy chương đồng thuộc về Bùi Thị Hằng, đoàn Đà Lạt và đoàn Thu Hương huyện Di Linh. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải phong trào, giải toàn đoàn và các giải khuyến khích cho các đoàn vận động viên đạt thành tích cao ở các nội dung thi đấu. Ngày 14 tháng 10, ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lâm Đồng đã khai mạc bộ môn võ thuật cổ truyền, môn thi đấu chính thức thứ 9 của đại hội, diễn ra trong 3 ngày từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 10. Giải lần này thu hút 79 vận động viên đến từ 15 đoàn trên địa bàn tỉnh, tranh tài ở hai nội dung quyền và đối kháng. Trong đó quyền thi đấu 4 nội dung và đối kháng 8 hạng cân của hai nội dung nam và nữ. Là một trong những môn thể thao thế mạnh của tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt năm nay các đoàn như Đà Lạt, Bảo Lộc, Công an tỉnh, ngành giáo dục đào tạo và huyện Đức Trọng có sự chuẩn bị khá chu đáo về lực lượng cũng như chất lượng vận động viên. Do đó hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những trận đấu hấp dẫn và kịch tính. Phần tin trong nước và quốc tế. Biến động xăng dầu sẽ có tác động cả trực tiếp lẫn gián tiếp lên lạm phát. Nhiều chuyên gia tỏ ra e ngại khả năng kiểm soát lạm phát rất khó khăn. Chương trình Lương thực Thế giới dự báo sẽ xảy ra một nạn đói trên quy mô toàn cầu do các cuộc xung đột triền miên và tình trạng biến đổi khí hậu nếu thiếu những biện pháp nhằm giảm tốc độ ấm lên của trái đất. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam sau 9 tháng đã đạt tới con số 352 tỷ đô la. Xuất khẩu tăng nhanh khiến cán cân thương mại thặng dư trên 6,32 tỷ đô la, cao nhất kể từ trước tới nay. Theo Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 9 năm nay, cả nước xuất siêu 6,32 tỷ đô la Mỹ. Đây là con số cao nhất kể từ trước tới nay. Như vậy, liên tiếp những tháng gần đây, kỷ lục xuất siêu được thiết lập, tháng sau cao hơn tháng trước. 8 tháng qua, cả nước xuất siêu 4,7 tỷ đô la Mỹ. Đến giữa tháng 9, con số này là 5,57 tỷ đô la Mỹ.
Số liệu Tổng cục Hải quan cũng cho biết 9 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt 352,61 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,7%, tương ứng tăng 42,44 tỷ đô la Mỹ về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm trước. Trong đó tổng giá trị xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt 230,43 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,8%, tương ứng tăng 28,01 tỷ đô la Mỹ. Trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 122,18 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,4%, tương ứng tăng 14,43 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm 2017. Hai nhóm mặt hàng chính tác động tới mức lạm phát của Việt Nam là xăng dầu và lương thực thực phẩm. Trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới tăng mạnh lên mức 90 đô la Mỹ một thùng đã tác động lớn đến giá bán trong nước. Và nếu xu hướng tăng giá xăng dầu tiếp diễn cùng với điều chỉnh tăng thuế môi trường vào đầu năm 2019, nhiều chuyên gia kinh tế tỏ ra e ngại khả năng kiểm soát lạm phát ở mức 4% sẽ rất khó khăn. Từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu đã qua 18 đợt điều chỉnh, với 6 đợt tăng giá tổng cộng đã tăng gần 2.650 đồng một lít. Hiện giá bán lẻ xăng RON 95 vượt 22.000 đồng một lít, xăng E5 RON 92 gần 21.000 đồng một lít. Đây là mức giá cao nhất từ đầu năm đến nay. Và nếu giá xăng dầu thế giới tiếp tục leo thang vào những tháng cuối năm, áp lực lạm phát sẽ không tránh khỏi. Theo tôi nghĩ chúng ta có khả năng nhưng mà không có cái gì bảo đảm là chúng ta có thể giữ lạm phát ở cái mức đó. Tại vì giá xăng dầu hiện tại trên thế giới đang lên. Tôi kỳ vọng là chúng ta có thể kiểm soát được lạm phát ở dưới mức 4% nhưng mà không có gì bảo đảm. Một yếu tố khác được nhắc đến là quyết định tăng thuế môi trường đối với xăng dầu vào đầu năm 2019. Mức tăng sắc thuế này theo Bộ Tài chính sẽ khiến lạm phát năm 2019 tăng 0,07% đến 0,09%. Tuy nhiên, theo tính toán của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách VEPR, lạm phát lên tới 1,6% trong một năm tới. Cái sự tăng giá xăng dầu thường nó có tác động trễ tới lạm phát, tức là nó sẽ tăng rất mạnh vào tháng thứ 2, tháng thứ 3, tháng thứ 4 sau khi cái việc tăng giá xăng dầu được áp dụng. Có nghĩa là chúng ta đang phải trả 3.000 đồng thì chúng ta phải trả tăng 4.000 đồng. Đây là tác động một lần đối với giá xăng và tác động đến một lần và một tháng duy nhất với cái giá xăng. Tuy nhiên các tác động lan tỏa từ việc tăng giá xăng đến các mặt hàng khác thì có lẽ nó kéo dài nhiều tháng hơn. Thì tôi cho rằng là việc tăng thuế là một việc cần phải tính toán rất là kỹ bởi với mức độ tác động của thuế, nhất là đối với thuế môi trường đến người dân, đặc biệt với những người có thu nhập thấp. Xăng dầu là một mặt hàng chiến lược trong tiêu dùng sản xuất nên giá tăng sẽ tác động cả trực tiếp lẫn gián tiếp lên lạm phát. Theo VEPR, nếu không có cú sốc lớn về năng lượng trong quý 4, thì lạm phát năm nay có thể sẽ được kiềm giữ dưới 4% như mục tiêu Quốc hội đề ra. Tuy nhiên, với diễn biến khó lường của giá xăng dầu như hiện nay, cùng quyết định tăng thuế môi trường với mặt hàng này vào đầu năm tới, sức ép lạm phát được dự báo sẽ rất lớn và khả năng kiểm soát lạm phát ở mức 4% sẽ khó giữ được trong năm 2019. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về sản phẩm sữa tham gia chương trình sữa học đường. Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể về các loại sữa tham gia chương trình sữa học đường. Chương trình đặt ra các chỉ tiêu đến năm 2020, 70% số học sinh mẫu giáo và tiểu học ở vùng thành thị, nông thôn được uống sữa theo chương trình sữa học đường. Chiều cao của trẻ tuổi nhập học 6 tuổi tăng từ 1,5 đến 2cm ở cả trẻ trai và gái so với năm 2010. Chương trình đưa ra 9 chỉ tiêu áp dụng cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học với thời gian thực hiện đến năm 2020. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trong năm học 2018-2019, chương trình triển khai với trẻ mẫu giáo và thí điểm học sinh lớp 1. Còn tại Hà Nội, chương trình đã trải qua các bước tham khảo, các mô hình, khảo sát lấy ý kiến của phụ huynh, các cơ sở giáo dục, các sở ngành liên quan. Theo kế hoạch, trong tháng 10 này, Hà Nội sẽ tổ chức đấu thầu nhà cung cấp sữa học đường cho 1,3 triệu học sinh. Vịnh Vĩnh Hy thuộc xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận được quy hoạch trở thành vùng du lịch trọng điểm của địa phương. Tuy nhiên, vịnh Vĩnh Hy hiện đang bị thu hẹp do đất cát bồi lấp, khiến vịnh có nguy cơ trở thành bãi bồi. Tại khu vực vịnh Vĩnh Hy, lượng đất cát bồi lấp ngày càng lan rộng dần về phía cửa biển. Theo người dân ở xã Vĩnh Hải, mực nước đo được khi thủy triều đang cao ở nơi cạn nhất khoảng 1,5 mét và sâu nhất cũng chỉ tới 2 mét, gây khó khăn cho tàu thuyền đánh bắt hải sản vào cập bến, cũng như các loại tàu thuyền hoạt động chuyên chở du khách tham quan vịnh. Lúc trước kia là đất nó sâu, nó không có bồi ra lấp. Sau thời gian là những năm là mưa thét nó tồn đọng, bây giờ là nó lại là lấp cạn đi cái
lòng Quỳnh của Quỳnh Hy là rất chật hẹp, thì những cái bãi cát đó nó đã lồ nhô lên như thế đó, nó lại là càng ngày nó càng là nhô cát bờ đắp cao hơn đó. Mà tương lai nếu ta không nạo quét thì cái Quỳnh Vĩnh Hy này nó sẽ là coi như là lần nó sẽ là bờ lấp cạn lại. Theo người dân địa phương, tình trạng bồi lấp vịnh Vĩnh Hy đã diễn ra trong thời gian khá dài. Nguyên nhân được xác định là do quá trình xây dựng cầu Vĩnh Hy trước đây và đất đá từ suối Lồ Ô đổ xuống vịnh khi có mưa. Tình trạng người dân nuôi thủy sản lồng bè trong vịnh không theo khu vực phát triển ồ ạt cũng đã tác động làm cho không gian vịnh dần bị thu hẹp. Nhất là cát hàng ngày hàng năm nó bồi đắp lên nhiều thì cái phương tiện tàu thủy ra vô không được, nó ảnh hưởng rất nhiều trong cái việc khai thác du lịch, thì nó chỉ đạt được khoảng 40% của công suất thôi. Địa phương rất là trăn trở cái việc này, bà con rất là cũng là lo cái việc mà vài năm nữa nếu chúng ta không có một cái động thái mà nạo quét thì sắp đến về vấn đề đi lại của bà con mà trên biển hết sức là khó khăn. Do đó mong rằng trong thời gian đến các ngành lãnh đạo tạo điều kiện quan tâm để nạo quét, tạo sao cho lòng lạch chúng ta nó thông thoáng. Nguy cơ vịnh trở thành bãi bồi là điều có thể xảy ra. Việc này cũng đồng nghĩa với việc cảnh quan môi trường thiên nhiên và hệ sinh thái của vịnh Vĩnh Hy cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong khi đó, cùng ngày, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Dịch Cương kêu gọi các giải pháp mang tính xây dựng cho cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung hiện nay. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới này đã đe dọa tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu. Ông Dịch Cương cảnh báo, căng thẳng thương mại sẽ khiến hai bên cùng thua và gây ra tình trạng bất ổn. Ông kêu gọi thế giới cần hợp tác cùng nhau để tìm kiếm các giải pháp mang tính xây dựng. Lời kêu gọi trên được đưa ra sau khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế cảnh báo, cánh cửa cơ hội giúp tăng trưởng kinh tế toàn cầu đi đúng hướng đang dần thu hẹp khi mà nguy cơ về một cuộc chiến tiền tệ giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng rõ nét, song hành với những bất đồng thương mại và khủng hoảng tại các thị trường mới nổi. Dư luận đang hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cuộc gặp song phương bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20, dự kiến diễn ra vào tháng tới tại Argentina và đi đến một số thỏa thuận nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại. Hôm qua, các nhà đàm phán của Anh và EU đã bất ngờ nhóm họp trong nỗ lực thu hẹp bất đồng để sớm đạt được một thỏa thuận Brexit trước khi Anh chính thức rời EU vào tháng 3 năm sau. Cuộc họp giữa trưởng đoàn đàm phán EU Michel Barnier và Bộ trưởng phụ trách Brexit của Anh Dominic Raab diễn ra tại Bruxelles trong bối cảnh Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker hiện yêu cầu phải đạt được tiến triển thực chất trong tuần này, đặc biệt là vấn đề biên giới giữa Anh và Cộng hòa Ireland. Trước đó, có tin Anh và EU đã đạt được thỏa thuận ly hôn trong lần đàm phán mới nhất, tuy nhiên một nguồn tin từ chính phủ Anh sau đó đã bác bỏ thông tin này. Dự kiến Thủ tướng Anh Theresa May sẽ đến Bruxelles trong ngày 17 tháng 10 để tham dự hội nghị thượng đỉnh của Hội đồng châu Âu, mà dự kiến hai bên sẽ ký kết một thỏa thuận xác định những điều khoản để Anh chính thức rời EU. Sáng nay, tại làng đình chiến Panmunjom, Hàn Quốc và Triều Tiên đã tiến hành cuộc đối thoại cấp cao nhằm thảo luận về việc thực thi những thỏa thuận đạt được trong hội nghị thượng đỉnh liên triều diễn ra hồi tháng trước giữa Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Phái đoàn gồm 5 thành viên của Hàn Quốc do Bộ trưởng Thống nhất Cho Min-kiên dẫn đầu, trong khi phía Triều Tiên do Chủ tịch Ủy ban Tái thống nhất Hòa bình Ri Son-kun làm trưởng đoàn. Trước đó, Bộ trưởng Cho Min-kiên khẳng định thời điểm tổ chức cuộc đối thoại này rất quan trọng với tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, cũng như việc cải thiện quan hệ liên triều. Do đó, Seoul sẽ nỗ lực để đạt được kết quả tốt đẹp cho việc triển khai tuyên bố Bình Nhưỡng. Dự kiến, hai bên sẽ thảo luận kế hoạch thành lập một ủy ban quân sự chung và tiến hành một cuộc khảo sát về dự án hiện đại hóa tuyến đường sắt và đường bộ của Triều Tiên. Hai bên cũng sẽ ấn định thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp trực tuyến giữa Hội chữ thập đỏ và trao đổi thông điệp của các gia đình bị ly tán trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Ngoài ra, kế hoạch biểu diễn của đoàn nghệ thuật Bình Nhưỡng tại Seoul vào tháng 10 này, cũng như đề xuất thành lập đoàn thể thao thống nhất tham gia Olympic 2020 sẽ được đưa ra thảo luận. Biến đổi khí hậu đang ngày một tác động tiêu cực hơn đến sản lượng nông nghiệp trên toàn thế giới. Chương trình Lương thực Thế giới dự báo khả năng xảy ra một nạn đói trên quy mô toàn cầu nếu thiếu những biện pháp kịp thời nhằm giảm tốc độ ấm lên của trái đất. Theo báo cáo của Chương trình Lương thực Thế giới, các nỗ lực nhằm xoa dịu nạn đói trên thế giới đang ngày một khó khăn hơn do các cuộc xung đột triền miên và tình trạng biến đổi khí hậu. Trong năm 2018, khoảng 821 triệu người trên thế giới nằm trong diện thiếu ăn trầm trọng, tăng 11 triệu người so với năm 2017.
Đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, số người trong diện thiếu ăn trầm trọng đã tăng lên. Theo tính toán của Chương trình Lương thực Thế giới, nhiệt độ trái đất tăng lên 2 độ C, đồng nghĩa với việc sẽ có thêm 189 triệu người rơi vào cảnh đói ăn, và con số này sẽ tăng theo cấp số nhân nếu không có những biện pháp ngăn chặn kịp thời và hiệu quả. Tổ chức Lương nông Liên Hợp Quốc cảnh báo, nếu không đẩy lùi được tình trạng xung đột và hạn hán, hai nguyên nhân chính dẫn đến số người đói nghèo gia tăng, thế giới sẽ không thể đạt được mục tiêu xóa sổ nạn đói vào năm 2030. Phần cuối chương trình thời sự tối nay, chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang trồng dưa nuôi tầm để nâng cao thu nhập ổn định cuộc sống, mở ra hướng đi mới cho nhiều nông dân trên địa bàn huyện Đạ Tẻ. Thưa quý vị, những năm qua, việc chuyển đổi giống cây trồng tăng hiệu quả kinh tế trên định vị diện tích được nông dân huyện Đạ Tẻ chú trọng, trong đó có nghề trồng dưa nuôi tầm đã mang lại thu nhập khả quan. Phát huy tiềm năng này, chính quyền các địa phương ở Đạ Tẻ tuyên truyền vận động, chuyển giao khoa học kỹ thuật để bà con tiếp tục chuyển đổi. Màu xanh tươi tốt hơn ba sào dâu của gia đình ông Đoàn Văn Dũng ở thôn 5 xã Đà Kho, huyện Đạ Tẻ đang vào vụ thu hoạch. Năm nay dâu được mùa nên hiệu quả nuôi tầm cũng tăng khá. Khác với trồng mía thường xuyên mất giá, mất mùa như trước đây, trên cùng diện tích trừ chi phí trồng dâu có lãi gần 100 triệu đồng một năm. Cây mía làm ăn kém hiệu quả hơn mà chuyển sang cây dâu nó hiệu quả hơn, thì kinh tế lợi nhuận thì nó cao hơn. Cây dâu này thì trồng thì cứ sau một lứa cắt thì khoảng tháng rưỡi đến 2 tháng thì thu một lần. Đầu ra thì mình bán cho thương lái, có mối người ta về tận nhà lấy. Thay thế cho cây điều, cây mía thường xuyên không ổn định về kinh tế, hiệu quả trồng dâu nuôi tầm trở thành phong trào lớn ở Đà Tẻ, được người dân hưởng ứng. 2 năm trước, hộ anh Nguyễn Văn Đương ở xã Hà Đông là hộ nghèo. Nhưng chính nhờ cây dâu con tầm giờ đã giúp gia đình anh thoát nghèo. Ở đây thì là nếu mà như bám theo canh mương của nhà nước ấy, thì là nước đầy đủ hơn. Mà đỡ phải tốn tiền điện tưới. Nếu mà mình mà làm ở khô ấy, thì là phải có tiền điện tưới, mình phải có nắp bếp. Tiền điện tưới. Nếu mà cùng kênh mương của trên hồ Mỹ Đức đổ xuống, là nếu mà có nhà làm cần gần thì là nước thoải mái, cây dâu sẽ tốt hơn về mùa khô. Hiện nay cây dâu trên địa bàn xã Hà Đông chúng tôi là đang từ 35 ha năm 2011, mà đến thời điểm này chúng tôi là 138 ha cây dâu. Như vậy là chiếm tới 70% bà con nông dân là sản xuất cây dâu. Hiện nay cái giá trị trên cây dâu là chúng tôi đạt rất là cao. Ở địa phương thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động là bà con là tiếp tục là vẫn ổn định cái diện tích mà dâu sẵn có. Và vấn đề thứ hai nữa là từng bước là chuyển đổi những cái vườn diện tích là điều già cỗi sang tiếp tục trồng cây dâu, mà đời sống bà con là rất là ổn định. Diện tích cây dâu của huyện Đạ Tẻ hiện đã phát triển trên 900 ha, sản lượng kén tầm đạt 1.000 tấn, tăng 60% so với năm 2016. Sản xuất dâu tầm ở Đà Tẻ hiện được thực hiện theo hướng tổ hợp tác, liên kết hợp tác xã, hình thành chuỗi giá trị. Giá kén tầm những năm gần đây được nâng cao ổn định, nên diện tích trồng dâu và quy mô nuôi kén trong cộng đồng dân cư được mở rộng. Huyện Đà Tẻ đã triển khai dự án phát triển dâu tầm bền vững tại các xã Mỹ Đức, Quốc Oai, Đà Banh, với quy mô trồng mới 10 ha, diện tích thâm canh 6 ha, nhằm thực hiện tốt mục tiêu chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Thì đối với huyện Đạ Tẻ thì chuyển đổi cơ cấu cây trồng là đã được triển khai nhiều năm nay. Thì cứ bình quân mỗi năm như vậy thì huyện thực hiện cái chuyển đổi là cơ cấu mùa vụ khoảng từ 1.300 đến 1.400 ha. Trong đó thì tập trung chủ yếu là trong cái bắp vụ đông khoảng chừng 1.200 ha. Ngoài ra thì hiện nay thì trên địa bàn huyện thì trong cái cơ cấu cây trồng á, thì chúng tôi cũng xác định là một số loại cây trồng hiện nay có cái giá trị kinh tế rất là tốt, ví dụ như cây dâu tầm, thì chúng tôi đang tập trung đẩy mạnh cái chuyển đổi cây dâu tầm. Thì phải nói rằng là đó là những cái chuyển đổi cây trồng và chuyển đổi mùa vụ trên địa bàn huyện đã mang lại cái hiệu quả kinh tế tốt. Chủ trương của huyện thì cũng do cái đặc thù của một cái huyện nông nghiệp, cho nên chúng tôi trong cái nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 8 thì cũng đưa vào cái nội dung tức là phát triển kinh tế nông nghiệp theo chiều sâu. Ngoài sản xuất lúa, cây ăn trái, hiệu quả từ nghề trồng dâu, nuôi tầm không chỉ đem lại nguồn lợi về kinh tế cho người nông dân mà còn thúc đẩy chương trình chuyển đổi giống cây trồng trên đơn vị diện tích hiệu quả, đồng thời góp phần nâng cao tiêu chí nông thôn mới về phát triển sản xuất của huyện Đạ Tẻ.
Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.